Lần đầu tiên thấy Cường Đô La tức giận mắng Antifan để bảo vệ Đàm Thu Trang. Trước những lời bình luận thiếu tế nhị như thế này, thay vì giữ im lặng thì cả hai cùng đồng loạt lên tiếng đáp trả. Gần đây, chuyện tình cảm của đại gia Phú Núi và bạn gái Đàm Thu Trang luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Từ việc giấu kín chuyện hẹn hò, cả hai giờ đây là công khai rõ ràng và thường xuyên chia sẻ hình ảnh của nhau lên mạng xã hội. Những ngày qua, mọi người khá xôn xao trước thông tin Cường Đô La đã từ chức ở tập đoàn Quốc Cường Gia Lai. Có khá nhiều câu hỏi, Đàm Thu Trang sẽ phản ứng ra sao trước công việc của người yêu. Tuy nhiên, cô hầu như không có phản ứng gì và gần đây nhất lại chia sẻ trên trang cá nhân. Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều mà bạn chưa bao giờ làm. Xoay quanh bức ảnh mới nhất này, có nhiều người khen Đàm Thu Trang xinh đẹp. Một số ý kiến khác lại cho rằng câu nói của cô khá chuẩn. Tuy nhiên, điều nổi bật hơn cả vẫn là những bình luận chẳng hay ho của Antifan. Có một tài khoản bất ngờ hỏi, sắp chia tay anh Cường chưa em? Ngay khi ấy, cô liền đáp trả. Nghe được câu trả lời rồi có giúp cho nhân cách của bạn tốt lên không? Hay tới nhân cách bạn cũng không còn? Chưa dừng lại, Antifan tiếp tục nhắn. Em như kiểu làm hoa cho người ta hái ấy. Đàm Thu Trang cũng phản pháo lại. Càng comment càng thấy bạn không dùng não để nghĩ, mà dùng não để sống thôi phải không? Không dừng lại ở đó, đây là lần đầu tiên Cường Đô La vào trang cá nhân để bênh vực bạn gái, xù lông với Antifan. Em trai, người dân Việt Nam mình ăn bậy chứ không sủa bậy. Sống phải có tư cách em nhé. Chúc em làm người thành công, anh Quốc Cường. Nếu như những chuyện tình trước của Cường Đô La với Hồ Ngọc Hà hay Hạ Vi luôn gặp nhiều ý kiến, bình luận trái chiều, thì với Đàm Thu Trang mọi người lại tò mò nhiều hơn là chỉ trích. Đồng thời, cặp đôi này còn khiến khán giả nôn nao khi úp mở về thời gian đám cưới vào tháng 5 2019.